Chào các bác nhé, giới thiệu từ các bác cái bộ dao để làm hoa lan. Thì em sẽ mở luôn ra để các bác nhà mình được tham khảo với cái bộ dao này. Bộ dao này hàng vừa mới về, số lượng rất là nhiều nhé, dành cho tất cả các bác làm hoa lan. Đây là một cái bộ dao chuyên dụng để các bác làm hoa lan cắt thân mềm. Đấy thì nó gồm đầu tiên là có lưỡi dao số 3 này. Cái này sẽ không xếp theo thứ tự nha các bác nhé. Số 3, số 4 này, hai cái lưỡi 12 này, một cái lưỡi 10, một cái lưỡi 11. Đấy, còn đây là lưỡi 17, 19 này. Đấy, và đây là cái dao để các bác, cái phần này thì phần không phải phần cắt ngang nhé, mà đây là phần cắt dọc. Đi theo thì có hai con dao chủ chốt đây, như các anh nhìn đây. Cái lưỡi dao rất chi là sắc bén, thích hợp đối với các bác làm hoa lan. Thì với những cái dụng cụ này thì bên shop em là shop chuyên cung cấp đồ cây cảnh, bên em nhận ship toàn quốc. Phương thức mua hàng thì rất chi là đơn giản, chỉ cần các bác alo trực tiếp tới đầu số điện thoại em để bên dưới video đấy ạ, hoặc là số điện thoại 0869 054 295. Đó là số điện thoại chính của bên em chuyên cung cấp về đồ bonsai nhé. Thì một cái dụng cụ không thể thiếu dành cho các bác làm hoa lan tiện lợi. Với cái dùng hoa lan thì các bác nên dùng những cái lưỡi dao và cái bộ này thì nó mới có độ sắc bén. Cái lưỡi của nó rất chi là mỏng nhá. Đấy, các bác mà cắt tỉa thì rất tiện lợi. Đây là hai con chính nhá. Còn đây là lưỡi đi theo để các bác lắp ráp này. Rất chi là nhiều lưỡi nhá. Lưỡi nào cũng rất sắc. Đấy, cái này là cái bộ ba này. Thì một cái bộ này sẽ sắp trong một cái hộp cẩn thận như thế này, và đầy đủ bộ. Rất tiện lợi đối với các bác, khi dùng xong thì các bác lại để vào nguyên vị trí như thế này để dùng tiếp vào đợt sau. Thì với một cái bộ đồ hoa lan như thế này thì bên em còn có rất nhiều những cái dụng cụ làm bonsai. Thế các bác mà quan tâm thì hãy vào kênh của em để theo dõi tất cả những cái sản phẩm. Thì đây là một bộ đồ dùng hoa lan nhé, một cái bộ cao cấp mà bên cửa hàng em cũng mới về. Thì em cũng chưa test thử được để cho các bác được tham khảo, nhưng chỉ giới thiệu qua thôi. Đấy, cũng rất nhiều bác ưa chuộng và dùng cái bộ dao này. Các bác hãy liên hệ trực tiếp tới bên em để đặt cái bộ sản phẩm cao cấp này nhá. Đây là một bộ của nó nguyên bản sẽ như thế này. Đấy, và những cái dụng cụ thì rất chi là nhiều để dành cho các bác làm hoa lan. Dùng xong các bác lại đóng vào như thế này. Thì một cái video ngắn thì em cũng vừa mới chi tiết về cái bộ dụng cụ này. Đầy đủ tất cả các lưỡi để cho các bác làm. Sử dụng rất chi là đơn giản. Đấy. Thì nếu các bác mà quan tâm tới những cái dụng cụ về bonsai, về cây cảnh, về đồ dùng làm lan thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em nhé. Hoặc là để lại số điện thoại ở dưới cái video này. Em sẽ gọi lại và tư vấn các bác về tất cả những mẫu, những sản phẩm. Một cái video ngắn này thì em chỉ chi tiết về cái bộ dao làm hoa lan để các bác nhà mình được tham khảo thôi. Đấy, hẹn các bác video sau sẽ chi tiết về những cái dụng cụ khác nhau nhé. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Đấy, các bác mà quan tâm tới đồ bonsai thì đừng quên ấn like, chuông và đăng ký kênh. Mỗi video em sẽ chia sẻ một sản phẩm để các bác được tham khảo. Chào các bác ạ.